Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì thời gian vừa rồi em cũng có làm khá là nhiều các cái video về chủ đề là cái cây ổi ruby. Thì còn một cái vấn đề nữa mà em chưa làm thì hôm qua có một chị có nhắn tin hỏi về cái chất lượng của ổi ruby khi trồng ở trên mảnh đất Tây Nguyên thì nó như thế nào. Thì hôm nay thì em sẽ làm một cái video ngắn để chia sẻ với mọi người về cái chất lượng của ổi ruby thực tế khi mà ở trên cây thì nó chín, nó cái màu sắc và cái chất lượng trái của nó ăn như nào. Thứ hai là đánh giá về mức độ phát triển và khả năng chống chịu sâu bệnh. Cái thứ tư ba nữa là sẽ nói về cái giá trị kinh tế của cái ổi ruby này nó mang lại. Thì như mọi người thấy cái ổi ruby này, cây trái ổi ruby này người ta thường hay nói là ổi ruby không hạt, nhưng thực tế thì nó vẫn còn một số hạt mọi người nhé. Thì trong quá trình chúng ta canh tác, nếu như mọi người xem các cái video về cái cách bấm ngọn và tạo tán của em ở trên kênh ấy, thì mọi người thấy là ổi ruby nó cũng không quá khó như chúng ta vẫn nghĩ, mà nó chỉ yêu cầu nó tỉ mỉ hơn một chút. Và thường sau khi cây thuần thục và nó cho ra khoảng 1-2 đợt trái thì những cái trái tiếp theo, lứa tiếp theo ấy, thì nó sẽ dễ đậu hơn và chúng ta thì cũng có thể dễ dàng làm trái hơn. Đặc biệt nếu như bác nào mà đang muốn trồng sen canh ổi vào các cái vườn cà phê tái canh và trồng ở ngã tư thì có thể chọn ổi ruby như là một cái sự lựa chọn tuyệt vời khi mà nó không quá ảnh hưởng đến cây cà phê. Và theo sau quá trình chúng ta làm, chúng ta sẽ ngắt ngọn và tạo tán thường xuyên, thì nó ví dụ như là vào các cái thời điểm mùa tưới thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến khi chúng ta làm trái cho cái cây ổi ruby. Một cái điều đặc biệt của ổi ruby khác với lại ổi nữ hoàng với lại ổi Đài Loan là vào các cái thời điểm mùa mưa ấy thì chúng ta dễ dàng nhận thấy các cái vườn ổi nữ hoàng hay là ổi Đài Loan mà ví dụ ngày hôm nay ăn thì vẫn là ngọt, rất là ngọt, nhưng mà sang đến ngày hôm sau thì không còn ngọt nữa khi mà cái lượng nước hoặc là chúng ta vô tình tưới quá nhiều. Thì ổi ruby nó lại khác khi mà chúng ta ví dụ như gặp các cái thời điểm thời tiết mà mưa nhiều thì cây trái ổi ruby ăn cũng vẫn rất là ngọt, ngọt hơn so với lại ổi Đài Loan hay là ổi nữ hoàng mọi người nhé. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ ảnh hưởng một chút xíu khi mà các cái điều kiện đó thôi. Thì hoặc là chúng ta mà có tưới số lượng nước nó nhiều hơn một chút thì cũng không có quá ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của trái ổi ruby. Thì như mọi người thấy nếu như chúng ta mà chăm sóc tốt ấy thì ổi ruby thì nó sẽ rơi vào tầm từ 2 đến 3 trái là được 1 ký đó mọi người. Còn chúng ta chăm bình thường thì nó sẽ dao động từ 3 tới 5 trái là sẽ có 1 kg. Và nói chung là mức độ phát triển của nó thì rất là phù hợp với lại Tây Nguyên của chúng ta, và nó sinh trưởng và phát triển rất là khỏe. Đấy, còn trong quá trình chúng ta làm kiên trái thì chúng ta vẫn phải phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong các cái cơ đọt cũng như là các cái đợt mà chúng ta làm trái, thì nó là cái yêu cầu chung của cây ăn trái rồi. Còn nếu như mọi người mà cũng đang theo dõi kênh của em thì thấy rằng em làm khá là nhiều các cái video về cái cây ổi ruby. Thì với cái ổi ruby này ấy, thì nếu như chúng ta ngắt ngọn và đúng thời điểm và tạo tán thường xuyên thì như mọi người thấy ở đây thì em vừa làm tán và cũng là vừa làm trái, thì cái số lượng trái ở trên cây trong một đợt là rất là nhiều. Đấy, thì mọi người có thể xem lại cái cách em làm hãm ngọn và bấm ngọn cũng như là có những cái cách chúng ta xử lý khi mà cái cây nó bắt đầu xả nhụy, thì mọi người có thể tìm và xem lại trên kênh của em nhé. Thì còn một cái vấn đề mấu chốt nữa là cái giá trị kinh tế của cái ổi ruby này nó mang lại. Thì với cái ổi ruby này thì cái giá trị kinh tế của nó khá là cao khi mà giá bán của nó thường chắc các lái mua thì người ta sẽ giá nó sẽ cao hơn từ 5-7 ngàn tùy từng lái mua và tùy từng cái thời điểm. Thì về cái giá trị kinh tế thì chúng ta cũng không phải quá là băn khoăn nếu như chúng ta nắm vững kỹ thuật cái khâu chăm sóc, kỹ thuật canh tác, cách chúng ta hãm ngọn làm trái và xử lý thuốc trong từng đợt thì chúng ta sẽ làm chủ được cái cây ổi ruby này. Thì mọi người xem đến đây thì đừng quên để lại cho em một nút like, và nếu như chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ là bấm đăng ký kênh nhé. Thì em sẽ làm nhiều hơn các cái video về các cái loại cây ăn trái thực tế trong quá trình chúng ta xen canh với lại cái cây cà phê.
thì mật độ cụ thể khi chúng ta trồng xen canh với cây cà phê, các khi chúng ta trồng ở ngã tư như thế nào, thì cái video ở phần 3 trong cái khâu thiết kế về mật độ canh tác tái canh thì em sẽ làm ở trong cái chủ đề của cái video sắp tới. Thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, like và đặt chuông để xem nhiều hơn những cái video mới và tiếp theo của em nhé. Rồi, xin chào và chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe và canh tác cây ăn trái cũng như cây cà phê thật là thành công nhé. Xin chào.